Nhằm mục đích xây dựng kho học liệu số có chất lượng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ Tri thức Việt số hóa và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phối hợp phát động, đồng hành và tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử trong phạm vi toàn quốc. Cuộc thi đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo giáo viên các nhà trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Mô. Đầu tháng 10, ngay khi nhận được kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học trên địa bàn đều nghiêm túc triển khai cuộc thi đến 100% các tổ chuyên môn, xem đây là hoạt động nghiệp vụ thực sự bổ ích và rất thiết thực trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Hoạt động xây dựng giáo án điện tử này rất có ý nghĩa, nhất là trong cái tình hình dịch bệnh đang bùng phát. Vì trước đây là các thầy cô ở trường là dạy trực tiếp, nhưng bây giờ là dịch thì có thể học sinh là sẽ phải dừng đến trường. Vậy thì cái việc dạy học trực tuyến là trong tình hình này là rất cần thiết. Nó cũng rất là phù hợp để thích ứng linh hoạt trong cái việc giảng dạy học sinh. Nhà trường và tổ chuyên môn đã triển khai kịp thời công văn của Bộ Giáo dục cũng như là của Phòng Giáo dục. Và như tổ chuyên môn thì đã phân công kịp thời tới các giáo viên này. Các giáo viên đã thảo luận nhóm để chọn bài cũng như là chọn những cái bài giảng có chất lượng để tham gia cuộc thi. Cái sự sáng tạo đây là không ngừng đổi mới, có thể tìm ở trên tất cả các nguồn học liệu, có thể là tra Google và các trang giáo án, các trang thư viện bài giảng điện tử. Thuận lợi của việc tham gia cuộc thi này là ngay trong kế hoạch năm học 2021-2022, các nhà trường đã yêu cầu giáo viên từng bước xây dựng kho giáo án điện tử để đáp ứng yêu cầu dạy và học trực tuyến nếu dịch diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường. Vì vậy, đây cũng là kho tài liệu sẵn có để giáo viên, các tổ chuyên môn lựa chọn bài giảng phù hợp để dự thi. Các phần mềm ấy thì nó cũng rất là nhiều, và hai nữa là mới, cho nên là giáo viên chúng tôi là cũng phải tìm tòi theo dõi các cái bài giảng của đồng nghiệp ở trên các nhóm, ví dụ như nhóm thư viện STEM hoặc là các cái nhóm giáo án miễn phí, để từ đó là học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, hai nữa là quan sát và tìm hiểu các cái video hướng dẫn và giới thiệu cái sử dụng phần mềm cũng như là cách làm. Đấy, để có thể thiết kế được một cái bài giảng mà nó phù hợp. Mặc dù công việc giảng dạy hết sức bận rộn, tuy nhiên các tổ chuyên môn, giáo viên các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Mô đều rất hào hứng, dành thêm nhiều thời gian làm việc ngoài giờ để thiết kế bài giảng dự thi. Đây là việc làm rất bổ ích để giáo viên được nâng cao trình độ, học hỏi nhiều kinh nghiệm giảng dạy hay từ đồng nghiệp. Thông qua cuộc thi này chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, đồng thời cũng trau dồi cái kỹ năng để ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho cái công việc giảng dạy của mình, giúp cho các em học sinh có thêm được nhiều kiến thức và có thể tiếp cận được với cái phương pháp dạy học mới, đáp ứng được với cái yêu cầu đổi mới hiện nay. Đây là một cuộc thi khuyến khích được cán bộ giáo viên tham gia. Nó không những là cái kho ngân hàng để cán bộ giáo viên áp dụng khi mà dạy trực tuyến. Cái thứ hai nữa là nó cũng giúp cho cán bộ giáo viên có cái điều kiện sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Không hạn chế về số lượng bài dự thi, cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử là dịp để giáo viên nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng Internet để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở trình độ cao hơn, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là lý do cuộc thi đã và đang nhận được sự quan tâm tích cực tham gia của đông đảo giáo viên.